Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Vâng, xin chào quý khán giả Sport TV. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với live stream trực tiếp của Sport TV trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ đến với các trận đấu. Trước mắt chúng ta là trận thi đấu giữa Nguyễn Đình Nga và Đỗ Lê Vân Chi. Trong trận đấu đầu tiên thì Vân Chi đã giành chiến thắng trước Nguyễn Đình Nga tỷ số là 11-1. Sau trận thi đấu giữa Nguyễn Thị Nga và Đỗ Lê Vân Chi sẽ là trận thi đấu giữa Đoàn Mạnh Tuấn Anh và Trần Mạnh Cường của TNT. Trận đấu tiếp theo, trận đấu giữa Nguyễn Anh Tú và Nông Quốc Minh của đội tuyển Cao Bằng. Trận đấu thứ tư là Nguyễn Lê Bảo Trân của Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với Đỗ Lê Vân Chi. Và trận đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay là trận thi đấu giữa Ngô Văn Minh của đội tuyển Đồng Nai và Trần Mạnh Cường của đội tuyển TNT. Hai đều. Vâng, một cú tuốt gai rất nặng khiến cho Nguyễn Thị Nga giật bóng rút thẳng vào lưới. Ba đều. Bốn đều. Những diễn biến trong set đấu thứ hai có vẻ như kịch tính hơn set đấu đầu tiên. Trong set đấu đầu tiên thì bình luận viên chỉ chỉnh sửa một chút về phông chữ thôi mà quay đi quay lại đã thấy Nguyễn Thị Nga thua rồi. Và pha đấm gai rất khó chịu của Đỗ Lê Vân Chi. 5-4. Vâng, Đỗ Lê Vân Chi thì hôm qua bình luận viên cũng đã giới thiệu rồi. Là vận động viên trẻ Lâm Đồng, năm nay mới 13 tuổi. Và 13 tuổi đã trở thành kiện tướng bóng bàn Việt Nam. Một vận động viên cực kỳ tài năng và triển vọng của bóng bàn Việt Nam.
Vâng, các bạn hơn 200 quý khán giả hãy nhớ đến cái tên này. Vâng, cái tên Đỗ Lê Vân Trì chắc chắn nếu được đầu tư và em vẫn nuôi được sự đam mê, ngọn lửa bóng bàn vẫn cháy trong tim, thì chắc chắn tương lai của em sẽ là tương lai của bóng bàn Việt Nam. Và 13 tuổi hơn con em 2 tuổi. Con em thì còn chưa biết cái gì, nhưng mà cháu đã đi đánh các giải quốc gia và trở thành thiên tướng bóng bàn trẻ nhất lịch sử bóng bàn Việt Nam rồi. Vừa rồi Đỗ Lê Vân Trì cũng đã tham dự giải trẻ ở Philippines và cũng lọt vào vòng tứ kết hay bán kết gì đó. Bảy đều. Tám bảy cho Vân Trì. Vân Trì vẫn đang thi đấu rất tự tin trước người đàn chị của mình. Vâng, thậm chí phải gọi là cô mới đúng. Tám đều. Vâng, như vậy là lọt vào chung kết. À đúng rồi, trận chung kết đấy thi đấu với vận động viên người Hàn Quốc. Vâng, chính em là bình luận trận thi đấu đó. Vâng, rất xin lỗi. Vâng, chính em là bình luận trận thi đấu chung kết đó. Vâng, Đỗ Lê Vân Trì lọt vào trận chung kết và để thua vận động viên người Hàn Quốc. Vâng, suýt một chút nữa thì lại làm nên lịch sử Việt Nam. Bóng và cuốt kiếm rất hay của Nguyễn Thị Nga. 8-10. Như vậy là Đại Long Bóng Bàn là người tài trợ cho Đỗ Lê Vân Trì. Vừa comment là Vân Trì vừa nhì U13 và tứ kết U15 giải trẻ. Vâng, combo của Đỗ Lê Vân Trì là do Đại Long tài trợ. Vâng, combo của Vân Trì là cốt Donic Wagner, một mặt là Kamikaze. Vâng, tất cả đều có ở Sporty Shop. Các bạn có muốn mua thì liên hệ với Sporty Shop để sở hữu trang đấu thứ ba, trang đấu bản lề. Vân Trì là người giao bóng. Một không và đấm trái dọc dây rất thông minh. Một đều. Hai một cho Nguyễn Thị Nga. Quả tấn công liên tiếp của Nguyễn Thị Nga. Quá hay cho Vân Trì. Vâng, một pha phòng thủ và quay sang phản công mẫu mực của vận động viên Đỗ Lê Vân Trì. Tỷ số được cân bằng 2 đều. Vâng, 13 tuổi thi đấu cực kỳ tự tin và bản lĩnh trước người đàn chị, cũng là đang là vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia tại giải vô địch quốc gia 2023 mới diễn ra. Thì Đỗ Lê Vân Trì đã đánh bại Bùi Thị Lan, cũng là vận động viên của đội tuyển quốc gia
để trở thành kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử bóng bàn. Trên bàn đấu này sẽ còn một tài năng trẻ của bóng bàn Việt Nam nữa, không biết là sẽ diễn ra vào lượt trận thứ mấy, đó là trận thi đấu giữa Nguyễn Như Quỳnh của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Hà Phương Mai của đội tuyển Tiên Tỷ. Vâng, Nguyễn Như Quỳnh có lẽ là cái tên quá nổi rồi, người đã đánh bại Tượng Đài Mai Hoàng Mỹ Trang tại giải vô địch bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 vừa rồi. Cũng là vận động viên đã giúp cho đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh giành giải nhất toàn đoàn tại giải trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc khi một mình Nguyễn Như Quỳnh giành tới 4 tấm huy chương vàng. Tấm huy chương vàng nội dung đơn, nội dung đôi nữ, nội dung đôi nam nữ và nội dung đồng đội nữ lứa tuổi U15. U14-15. Nguyễn Như Quỳnh còn hơn ở Đỗ Lê Vân Trì là Nguyễn Như Quỳnh tham gia giải vô địch quốc gia năm 12 tuổi. Vân Trì là năm 13 tuổi. Và pha lên trái liên tiếp của Nguyễn Thị Nga. Nhưng cú lên trái cú ấy thứ ba thì bóng lại đưa bóng đi ra ngoài. 6 năm. Và phòng thủ rất tốt của Nguyễn Thị Nga. 7 năm. Tám năm. Vâng, 9 năm rồi. Vậy 11-6 là tỷ số trong trận. Nga ra bóng không đều. Vâng, cùng quay trở lại với trận thi đấu. Hai đều. 3-2 cho Nguyễn Thị Nga.
Vâng, đúng combo của Vân Chi luôn. Đấm gài quay sang bạt mút. 3-4. Tiếp tục là đấm gài và quay sang bạt. Đáng tiếc là bóng không đi qua lưới. 5-3. Năm bốn rồi, khoảng cách điểm chỉ còn lại một điểm số thôi. Rất hay cho Vân Chỉ, tỷ số được cân bằng 5-5. Hay quá. Vâng, hãm gài, đấm gài. Tất cả những kỹ thuật gài đang được Vân Chi thể diện cực kỳ thuần thục. Sáu lòng. Rất đáng tiếc cho Vân Chi trong pha bóng vừa rồi. 6-6. Vâng, đã làm rất tốt rồi nhưng đến khâu cuối cùng thì lại phạt bóng đi ra ngoài. Bảy sáu. Những điểm số liên tiếp cho Vân Chỉ 8-6 và giật bóng hỏng của Nguyễn Thị Nga. Vâng, đến lượt Vân Chỉ giật bóng ra ngoài. 8-7. Tám đều rồi. Hai pha giật bóng ra ngoài liên tiếp của Vân Chỉ. Dạ thưa anh Thảo Nguyễn, là Đức Tuân được đánh nhưng Đức Tuân không đánh. Vâng, Đức Tuân do nhà có việc nên không thi đấu tại giải các cái vật xuất sắc. Chín tám. Rất khó chịu. Vâng, nhưng quả cuối cùng lại đi ra ngoài. Tám mười rồi. Nguyễn Thị Nga đang đứng trước hai game point. Vâng, có lẽ là hai mắc point mới là đúng. Như vậy là 11-8 là tỷ số trong trận đấu thứ tư. Nguyễn Thị Nga vượt qua Đỗ Lê Vân Chí tỷ số 3-1. Bằng cũng Sport TV Shop số 15 ngõ 1 phố Đồng Mè, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển, có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop
nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.